Trong phần bài tập mà tôi vừa mới giao cho các bạn thì nó có một cái bài liên quan tới ứng dụng của Perspective. Chúng ta có một cái file gốc và file bắt đầu thì họ cho mấy cái tài nguyên rất là đơn giản. Một cái phần mà làm nền trời này, một cái biển quán cà phê này, và sau đó thì chúng ta sẽ dựa trên cái bài mẫu, chúng ta sẽ dựng lại cái quán cà phê theo cái bài mẫu của có cái tính chất phối cảnh như thế này. Thế thì việc mà xây dựng các cái mảng miếng cái thứ thì các bạn chỉ cần bật cái lưới lên thôi, thì nó sẽ có cái đường dẫn để cho chúng ta có thể ghép, chúng ta có thể làm các cái mảng này vào nó đúng với lại cái chiều yêu cầu. Các cửa kính này thì là tô chuyển rồi, rất là đơn giản. Trong đó thì có hai yếu tố nữa người ta cho sẵn nhưng mà nó ẩn ở trong các thư viện. Đấy là cái cửa sổ. Cửa sổ thì nó đã được cho sẵn ở trong Simon, nó nằm trong Simon rồi, các bạn không cần phải vẽ mà chỉ cần lấy trực tiếp từ trong Simon, các bạn kéo vào trong cái hệ lưới Perspective là các bạn có thể đưa nó vào trong mặt nhà. Thế còn lại một cái yếu tố nữa đó là cái mẫu gạch, thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây người ta cho sẵn một số các cái mẫu tô sẵn này, ví dụ như là cái tường này, tường tô màu chuyển này, tường tô kiểu gạch này, vân vân. Tô màu chuyển thì những cái mẫu pattern, những cái mẫu tô gradient thì tô chuyển đó thì chúng ta cũng đã trao đổi với nhau về kiểu tô chuyển rồi đúng không? Solid thì cũng nói rồi, tuy nhiên là về pattern thì chúng ta mới chỉ trao đổi với nhau là có cái mẫu pattern ở trong Illustrator thôi, mà chúng ta lại chưa nói với nhau là cái cách để tạo ra một cái pattern như thế nào. Đây, ví dụ như là tôi có một cái đối tượng như thế này. Đây là kiểu solid, tôi có thể chọn bất cứ một màu nào tôi tô ở đây, đúng không? Tô màu chuyển thì chúng ta có một vài cái mẫu màu tô chuyển cho sẵn như thế này. Đấy, thế còn pattern thì đây. Chúng ta có một hai cái mẫu pattern mà hôm trước mà chúng ta cũng đã giới thiệu sơ sơ lúc mà chúng ta nói khi mà làm việc với lại Simon. Thế thì mẫu pattern thì có hay không? Đây, chúng ta nói luôn về các cái mẫu tô. Thì cũng tương tự như là Simbon, thì mẫu tô hay là màu tô v.v. nó cũng là một cái dạng tài nguyên mà được Adobe cung cấp cho chúng ta sẵn theo các chủ đề, theo các cái thư viện, để giúp chúng ta có thể làm việc một cách nhanh chóng nhất có thể và tiện lợi nhất. Thực ra thì màu nói dễ thì là rất dễ, mà khó thì cũng rất khó, tại vì là nó khác với lại cái vấn đề về hình. Hình thì nó sẽ có quy tắc, nó sẽ có công thức, nó sẽ có công cụ vân vân để cho chúng ta có thể là học theo và chúng ta sẽ vẽ được, chúng ta cắt dựng được các cái đối tượng vector, các hình. Thế nhưng mà màu thì nó lại là một cái thứ hoàn toàn khác, tại vì nó không nằm theo cái quy chuẩn về mặt logic, mà nó lại thuộc về cái cảm nhận, hay chúng ta nói là nó thuộc về cái tình cảm, nó thuộc về cái cá nhân rất là nhiều. Những người nào mà người ta cảm nhận về màu tốt thì đối với họ thiết kế ra một cái gì đó xong phối màu, tô màu rất dễ, cứ đặt một màu nọ rồi lại sẽ có màu kia nó ăn theo, nó dễ như là thò tay vào túi lấy đồ. Nhưng cũng có những người thì đánh vật rất khổ sở với lại cái vấn đề là tô màu như thế nào cho đẹp, tô màu thế nào cho đúng, tại vì cái cảm nhận của màu của họ nó không được linh hoạt, nó không được tốt lắm. Nhưng mà cái đó thì nó là cái tố chất của từng người một, cảm nhận của từng người một. Đấy, và màu là một thứ tương đối khó học, tại vì là thực ra thì chúng ta cũng có thể là học theo được các cái những cái người mà đi trước, những người làm tốt hơn chúng ta cũng có thể học chứ không phải là không, nhưng mà học nó cũng sẽ có một số các cái vấn đề mà cũng không bước qua hết được. Ví dụ như là cái màu này đẹp, tôi có thể xem bài thiết kế của anh, tôi học theo, tuy nhiên là ở trong một mức độ nào đó thì cái học theo đó thì cũng sẽ học được một phần thôi, tại vì là màu nó thuộc về cái tính người. Đấy, màu nó thuộc về tính người, cho nên là những cái người mà tính tình như thế nào thì họ cũng sẽ có cái cách xử lý và cách làm việc với màu đúng như cái tính cách của họ. Người nóng tính họ sẽ có một cái cách làm màu theo cái tính của họ, người mềm mại
người kiên nhẫn, nói tóm lại là tính tình như thế nào thì họ sẽ có cách thể hiện ra màu như thế. Chúng ta có thể thấy là cái màu này đẹp, chúng ta học theo, nhưng mà học theo nếu như mà học theo những cái người mà nó cũng có cái tính khí giống như mình ấy, thì nó dễ. Những cái loại màu như thế thì nó dễ học theo. Nhưng nếu mà bạn thấy một cái màu nào đó đẹp nhưng mà thuộc về những cái dạng mình là cái người kiên nhẫn tỉ mỉ chẳng hạn, nhưng lại học theo cái màu của người mà tính tình cấp bách, nóng nóng nảy, thì mình cũng chỉ học được phần nào đấy thôi, cũng không thể nào mà tinh vi, cũng không thể nào đến mức độ giống như họ được, tại vì nó thuộc về cái cảm nhận. Thế thì nhưng mà mọi chuyện nó trở nên dễ dàng hơn, tại vì là thực ra thì nó cũng sẽ có những công thức nào đấy để giúp cho chúng ta phối màu này. Rồi ngoài ra thì họ lại cung cấp sẵn những cái màu mà đã được sử dụng, đã được thử nghiệm, đã được dùng trong thực tế rồi, và đưa ra thành những cái thư viện theo các chủ đề để giúp cho chúng ta, thay vì là cứ phải mò mẫm đi tìm, thì chúng ta có thể là tìm ra những cái màu mà nó gần gần giống hoặc là giống như chúng ta nghĩ. Thế thì tương tự như là Simbon, các bạn sẽ tìm ra được cái thư viện màu nó nằm ở góc dưới bên trái của cái panel Strategies này, và bằng cách bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy là một danh sách dài dằng dặc từ đây cho tới đây là các cái thư viện màu khác nhau. Các thư viện màu nó chia ra theo các chủ đề, và trong mỗi chủ đề thì nó lại chia ra nhiều chủ đề con đấy, và bằng cách bấm vào đây thì các bạn sẽ mở ra được các cái thư viện màu, và các bạn sẽ nhìn thấy từng cái thư viện một thì nó đưa ra cho chúng ta những cái nhóm màu mà có thể phối một cách hợp lý với nhau. Có thể nó không phải là rất là xuất sắc, nhưng mà chắc chắn rằng là nó phù hợp để đi cùng với nhau, để tạo thành một cái bộ màu, một cái phối màu nào đó có thể sử dụng một cách hợp lý, nó không bị chối, nó không bị đá lẫn nhau khi mà sử dụng. Thế và các bạn có thể bấm cái mũi tên như thế này để các bạn duyệt xem qua các thư viện. Thế và khi mà các bạn làm việc thì các bạn sẽ xem là tôi đang muốn làm về chủ đề nào, thì chúng ta sẽ cố gắng là tìm kiếm. Nếu như chúng ta là người làm màu tốt thì chúng ta sẽ tự mình tìm kiếm và phối màu. Còn ở trong một trường mực khác, nếu chúng ta cảm thấy là bối rối, chúng ta cảm thấy là khó khăn, thì nên mở cái thư viện này ra để chúng ta tìm. Ví dụ tôi được đặt hàng thiết kế một cái chủ đề nào đó liên quan tới tự nhiên, liên quan tới sách vở, liên quan tới đồ ăn vân vân, thì các bạn hãy mở ra tìm những cái nào mà nó sẽ có cái tính chất, nó có cái tên tuổi nó giống giống như thế. Ví dụ ở đây food, tôi được nhận một cái chủ đề là làm về đồ ăn thức uống chẳng hạn, trong đồ ăn thì là cái gì, đúng không? Ví dụ như là bánh ngọt, ví dụ như là rau củ quả sạch, ví dụ như là cửa hàng kem hay là cà phê vân vân, thì chúng ta sẽ mở ra, chúng ta tìm những cái chủ đề mà nó gần gần giống như thế để chúng ta tham khảo hoặc là chúng ta sử dụng thử, và sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh sửa. Đây, ví dụ đây, làm ice cream chẳng hạn, mở ra nó sẽ có một cái thư viện các màu liên quan tới kem chẳng hạn. Đấy, còn nếu mà chuyển nữa đấy, thì chúng ta sẽ có những cái thư viện khác, vegetable, những cái rau củ quả chẳng hạn. Đấy, thì nó phân chia ra tương đối nhiều các thư viện cho sẵn này để giúp cho chúng ta có thể có những gợi ý để làm màu rất là nhanh. Đấy. Thế nhưng mà đây là theo kiểu solid thôi, tức là những cái màu cho sẵn theo một cái bộ nào đó. Thế còn cái pattern thì sao? Pattern thì trong này họ cũng cung cấp cho chúng ta một số pattern. Sổ danh sách này ra và các bạn sẽ tìm thấy có một cái thư viện pattern đây. Trong thư viện này thì họ lại chia ra làm ba nhóm lớn là basic, graphic này, decorative và nature. Trong từng nhóm này khi mở ra thì nó lại cung cấp thêm các nhóm nhỏ hơn ở bên trong, và tất nhiên là khi tôi mở ra thì tôi có thể là lấy được những cái mẫu pattern nào đó và tôi đưa vào đây trong cái bản thiết kế đang làm việc của tôi. Thế thì lấy được mẫu pattern cho sẵn này thì chúng ta có thể làm cái thao tác tô rất là nhanh. Tuy nhiên là cái số lượng này thì nó cũng có hạn thôi, và không phải lúc nào nó cũng giống như là mong muốn của mình. Vậy thì có hai cách, một là tiếp tục tìm kiếm, tải các thứ tài nguyên từ trên internet về nếu như chúng ta search được nó và chúng ta đưa vào sử dụng, hoặc không thì chúng ta cũng có thể tự tay mình tạo ra những cái mẫu pattern nếu như mà chúng ta muốn. Thì cái quy tắc làm một cái pattern ở trong Illustrator thì có khó hay không, chúng ta có thể tự làm được hay không, thì thực ra không có khó,
lệnh nó cũng rất là rõ ràng. Tôi lấy ví dụ như là ở trong cái bài này các bạn nhìn là có một cái mẫu này là gì đây nhỉ, mẫu gạch đúng không? Đấy, ví dụ như thế này. À, thế bây giờ chúng ta sử dụng của họ thì tất nhiên là dễ rồi, để vẽ ra một hình xong rồi là chọn cái mẫu pattern này rồi chúng ta tô, chọn một cái là nó sẽ tô luôn. Thế còn bản thân chúng ta có thể tự tạo ra những mẫu pattern này hay không thì đây tôi demo thử cho các bạn, không xài cái gạch của họ nữa, bây giờ tự chúng ta làm gạch của mình đó. Ví dụ như này, tôi mở một cái file mới ra nhá, sau đó thì gạch thì cái hình này nó quá đơn giản rồi đúng không, tôi chỉ việc là vẽ ra một hình chữ nhật đại diện cho một viên gạch. Gạch bây giờ thích màu gì thì chúng ta tô màu đó, đó. Ở trong cái bài này thì các bạn nhìn thấy là cái mẫu gạch này thì nó còn có thêm cả cái mạch vữa đúng không? Thế bây giờ thích làm mạch vữa thì chúng ta làm thêm. Ví dụ các bạn có thể làm bằng stroke hoặc là các bạn có thể làm bằng phương pháp khác cũng được. Thì đây chúng ta có thể làm bằng cái cách là làm outline stroke hoặc là chúng ta sẽ làm offset đi. Bỏ cái đường viền này đi. Ví dụ gạch đây rồi, thích màu cái mảnh gạch nó là cái gì thì các bạn vào đây cho tôi, vào trong object, vào trong path. Path thì hôm trước chúng ta đã nói về cái lệnh outline stroke, tức là để làm biến đổi cái đường viền thành một cái đối tượng giống như là bề mặt. Tuy nhiên chúng ta còn một lệnh nữa, đó là lệnh offset path. Offset path nó sẽ mở rộng cái đối tượng của chúng ta ra thành ra là một cái hình đồng tâm đồng dạng và rộng hơn cái hình mẫu. Bấm vào offset path thì nó sẽ mở ra một cái bảng offset path như thế này, và các bạn có thể là bấm vào preview để các bạn xem trước xem là khi mà chúng ta nhấn cái lệnh này thì cái hình của chúng ta nó sẽ được mở rộng ra như thế nào. Các bạn muốn mạch gạch nó dày bao nhiêu thì các bạn sẽ điền vào cái trường offset này cái con số mà các bạn muốn, ví dụ tôi cho nó là 3 point chẳng hạn. Đây thì các bạn sẽ thấy rằng sau khi làm xong thì cái hình này nó sẽ được mở rộng ra mỗi phía theo đúng cái hàm số mà mình cần. Nhấp OK thì các bạn sẽ thấy gì đấy, hình mở ra và màu vẫn giống như là cái hình gốc. Muốn tạo ra được cái màu khác thì các bạn lấy công cụ direct selection chẳng hạn, bấm vào đây để lấy cái phần offset vừa mới làm mở ra ngoài, sau đó thì các bạn tô giúp tôi sang một cái màu mới. Mạch gạch muốn làm màu gì thì các bạn bấm vào màu đó. Đấy, ví dụ sẫm hơn thế này nhé. Đến đây thì chúng ta có được một viên gạch rồi. Việc còn lại là chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào để tạo ra được một cái mẫu thì chúng ta sẽ giải quyết như sau. Chọn cái đối tượng này, sau đó thì các bạn vào trong phần object. Trong object này thì các bạn tìm tới cái thư viện cái lệnh gọi là lệnh pattern và chọn lệnh match. Đấy. Chọn lệnh match thì nó sẽ tạo ra cái gì? Nó sẽ tạo ra một cái pattern theo cái tài nguyên mà chúng ta vừa cung cấp. Nó cũng đưa ra một cái hộp thoại đó, và nó sẽ yêu cầu chúng ta là điều chỉnh các cái tham số, điều chỉnh các cách sắp xếp để tạo ra một cái mẫu pattern mới. Các bạn có thể là tắt hẳn cái này đi, không cần phải nhắc nhở nhiều. Đấy, hoặc là nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể để nguyên, nhập OK. Thì nó mở rộng ra cho các bạn nhìn thấy như thế này, và bây giờ các bạn có thể xem ở cái góc độ là cái gai đây, các bạn mở cái này ra đây, nó sẽ cung cấp cho các bạn một số các cái kiểu gai xếp thẳng hàng, cứ xếp chồng thẳng hàng ngang lối đó, hoặc là xếp theo kiểu brick đây đó. Sau khi làm xong thì các bạn có thể đặt tên mới cho nó thì nó sẽ đặt lệch đi theo kiểu gạch. Tuy nhiên là bây giờ điều chỉnh lại một tí nha, tại vì vừa nãy tôi lấy cái phần trong thôi. Đây, chúng ta lấy cả hai để còn có được cái mạch gạch đó. Làm lại nhé, object này, pattern này, match. Đấy, bây giờ các bạn nhìn thấy là mẫu này của chúng ta đã được sắp xếp theo đúng kiểu là pattern, và bây giờ tôi điều chỉnh lại ra được cái mẫu gạch bằng cách là đặt lệnh nó đi như là kiểu gạch xây. Đấy, sau đó thì đặt tên cho nó đó. Nếu muốn thì các bạn có thể điều chỉnh cái độ dài độ rộng của cái mẫu pattern này nó là bao nhiêu
sau khi làm xong thì các bạn chỉ việc là làm sao đây ạ, thu gọn cái này lại và thoát ra ngoài. Đấy, thế đây là chúng ta đã có được một cái mẫu mà nó sẽ được đưa sẵn vào trong cái thư viện Stratchy đang đang dùng. Bây giờ có hay không cái này không quan trọng nữa, tôi mở một cái hình mới ra đúng không, hình mới này có thể tô bằng bất kỳ một màu nào và nếu như tôi thích tôi có thể tô bằng cái mẫu pattern vừa mới làm đấy. Thì các bạn thấy rằng là với cách như thế này thì chúng ta có thể tự mình tạo cái mẫu gạch chứ cũng không nhất thiết rằng là chúng ta phải lấy cái mẫu tô cho sẵn của họ. Thực ra thì cái cách làm một cái mẫu pattern nó rất là đơn giản như thế thôi, các bạn cứ chọn lấy cho tôi một vài cái hình nào đó mà các bạn muốn, sau đó thì dùng cái gì để làm pattern thì các bạn chọn cái đó đấy, và vào trong object, vào trong pattern chọn make, sau đó thì các bạn điều chỉnh tham số cho nó thẳng hàng hay nó lệch hàng hay nó xoay như thế nào đấy vân vân, thì các cái tham số ở trong hộp thoại đó các bạn điều chỉnh quan sát trong thực tế, khi nào hài lòng thì nhập ok, thì các bạn sẽ tự mình tạo ra được các mẫu pattern mà cũng không nhất thiết rằng là lúc nào bí là cũng phải phải lấy mẫu từ chỗ khác. Về mặt kỹ thuật thì nó rất là đơn giản thế thôi, chỉ có điều là một mẫu pattern cho nó đẹp thì cố gắng là chúng ta phải tính toán làm sao cho nó chuẩn để mà xoay vòng ngang dọc trên dưới nó ghép khớp được vào với nhau để tạo thành một cái chỉnh thể, nó không bị lỗi ở cái phần nào cả. Đấy, cái khó của cái pattern là chính là cái đoạn mà ghép trái, ghép phải, ghép trên, ghép dưới nó thành một cái chỉnh thể. Chứ còn về mặt kỹ thuật, tức là thao tác kỹ thuật là chọn cái gì đó hay là vào đâu để tạo ra một mẫu thì nó rất là đơn giản như thế thôi, và khi mà biết rồi thì chúng ta có thể tự tay mình tạo ra bất kỳ một cái mẫu pattern nào nếu như cái trí tưởng tượng của chúng ta nó có thể nghĩ ra được.